Hi, chào cả nhà nhé. Lô hàng mới thì đã về và ngày mai em sẽ chính thức bán những cái sản phẩm mới. Tối nay em sẽ giới thiệu 3 chiếc ở trong cái lô mới luôn. Và đây đầu tiên sẽ là một con Acmini rất là chất. Cái thương hiệu Acmini này nó là của Ý nha anh em. Tên viết tắt của nó nè. Và lần đầu tiên em được cầm trên tay một con Acmini mà nó chất như vậy. Anh em để ý nè, cái viền của nó có dập cái logo trên viền và niền của nó là niền khí nè. Chất chưa, anh đúng không là đã thấy. Nhưng chiếc này thì anh em nhìn là mình sẽ dành cho mấy anh em tay to thôi nha. Đây, con này size hơi bị phê đó, 50 size 50 chưa tính núm. Tính cả hai bên càng của nó sẽ là 57.5 nha anh em. Nhìn là thấy to rồi nhưng mà con này thật sự rất là chắc nha, ở bên ngoài chắc hơn ở trong video nhiều. Đáy của nó nè, đặc biệt là cái mặt nó, mặc dù là nó đơn giản nhưng mà nó thiết kế cái bộ kim và cọc số này nó bắt sét rất là tốt, và chất thép của nó này nhìn cũng rất là phê luôn. Con này dạ quang sáng lắm nha anh em ơi. Đây, u chà, phê luôn. Em đã lên cho mấy anh em một sợi dây da cá sấu rồi nha, tại vì cái con này á khó zin nè. Đây là dây da zin của nó nhưng mà nó cũ rồi, em nhìn nè, chỗ cũ xài cũng cũng hơi nhiều á, nó kiểu nó bị gãy dây luôn rồi nè, nó bị răng rồi nè, với lại nó cũng đã bị mất một cái con đĩa đó rồi, thành ra là em thay cho mấy anh em một sợi dây cá sấu nè. Chất lượng chưa. Em nói chung em cũng gửi kèm nha sợi dây zin này cho mấy anh em luôn. Sau này nếu mà anh em thích thì có thể mình gắn vào cái lồng hồ khác hoặc là mình sử dụng lại thì tùy mấy anh em thôi. Quá chất luôn. Cái mặt của nó là kiểu mà không không phải là màu trắng nha anh em. Nói chung là nó là sắc trắng nhiều hơn, nhưng mà nó có pha với là một ít màu vàng mỡ gà, cho nên mình sẽ nhìn nó không hoàn toàn là màu trắng. Có điều là cái giống như là 80% là màu trắng vậy đó. Có zin thép đúc nè, rất là đẹp và chất. Công nhận nhìn cái núm phê luôn á. Chiếc này mã 23, giá là 1450. Dành cho mấy anh em tay to đấy nha. Rồi, ok. Tiếp theo sẽ là một em diesel. Cái thương hiệu này thì cũng quá quen thuộc với mấy anh em rồi. Cái con này là dây thép, phiên bản dây thép đúc đặc mà. Zin nguyên con, dây khó nguyên zin. Mặt của nó thì kiểu đơn giản thôi nhưng mà nó hai lịch khá là tiện lợi. Con này kiểu mặt vuông à, mặt vuông form giống như cái tivi ấy. Con này thì càng của nó hơi bì ra đây một chút. Em sẽ đo size càng cho mấy anh em dễ hình dung nha. Nếu mà tính cả hai bên càng luôn sẽ là khoảng 54, 53.7, 54. Còn size ngang của nó thì chỉ khoảng là 39.5 thôi. Đây. Khá là ôm tay nha anh em ơi. Cũng được. Như vậy là con này theo em nghĩ là tay cỡ chừng tay cỡ 15 năm là mang ôm á. Thực ra tay của em á là tay 15. Nhưng mà cái bảng này nè, cái bảng này thì nó lại to, có thể mang tới 30
có thể mang tới size 41, 42 đều được. Nhưng mà cái phần đây nó là dẹp, cho nên tay của em là thuộc dạng tay đặc biệt, rất là khó mang đồng hồ. Đa số mấy anh em mà tay tròn tròn á, mang đồng hồ nó dễ hơn tay của em rất là nhiều. Cho nên á, em mang đồng hồ dây thép gần như em mang không có được. Còn đồng hồ dây da là em phải đi làm dây handmade hết. À. Những cái đồng hồ sau này á, nó có những cái loại mà dây thép mà nó cho phép mình đục những cái mắt lên trên tới đây luôn nè, thì em sẽ mang được. Còn còn như những cái chiếc như này á, ngay cả em có cắt hết mắt dây luôn em mang cũng không vừa. À, con này nó vẫn còn bốn cái khớp này nữa nè. Như vậy khả năng cao con này nếu mà đục hết dây á, xong rồi hồi dây cũng còn khá dài ấy nha. Nếu mà đục hết bốn mắt xong mà nối vô chắc em Duy sẽ mang được con này đó. Thấy không, con này hồi nãy size từ càng tới càng là hình như 50, 53 chấm mấy, 54. Nhưng mà nó là càng ôm. Nhưng mà tính ra con này có chừng tay 15.5 mang là ok nha anh em. Tay của em Dư là thuộc dạng đặc biệt rồi. Tay nhỏ mà nó còn dẹp nữa. Nhưng mà nhờ cái tay em đúng là nó đặc biệt, nhưng mà nhờ bán đồng hồ nhiều á, cho nên em cũng dễ dễ tư vấn được cái vấn đề về về cái size tay để đeo đồng hồ. Bởi vì có nhiều chiếc á nha, size cỡ 42, 43 em Dương mang vẫn là được. Nếu mà em Dương không bán đồng hồ, em Dương sẽ không bao giờ dám mua những cái con đó mà để đeo. Hồi xưa hồi xưa lúc mà em mới chơi đồng hồ, em mang đồng hồ 35, 36, 37. Sau này á, em bán đồng hồ nhiều á, em đeo được mấy con size to to chắc chắc á, em không còn đeo mấy size nhỏ nữa nha. 35, 36, 37 giờ đeo trên tay nhìn giống nữ đó. Chỉ trừ những mẫu mà quá đẹp rồi, hoặc là nó mang một cái tính chất kỷ niệm gì đó thì em Dương mới đeo thôi. Đây, cái con Casio 7 kim này chắc mấy anh em cũng gặp khá là nhiều nè. Hôm nay em lại về tiếp một chiếc nha. Con này thì pin khỏe, dây nói chung là zin hết toàn bộ, độ mới rất là cao. Cái dây của nó nè. Bữa tối thì nó hơi ấy, hạn chế một chút, nhưng mà dây vẫn còn rất là mới, không có dấu hiệu bị gãy dây. Con này đường rất là mặt trắng nè, mình dễ nhìn giờ, dễ quen cũng khá là sáng. Và hiện tại anh em nhìn nè, hôm nay ngày 17 nè, thứ sáu nè, thứ sáu là Friday. Như vậy là em đã chỉnh con này về đúng chuẩn cái lịch vạn niên rồi nha. Có nghĩa là ví dụ như tháng 2 năm nay á, là tới ngày 28, thì qua ngày 1 tháng 3 nó sẽ nhảy từ ngày 28 này qua ngày 1 luôn. Chứ nó không phải là 29, 30, 31 như những cái đồng hồ thông thường. Thì đó là một cái tính năng tiện lợi của cái lịch vạn niên. Mà những cái dòng Casio như vậy á, là nó tích hợp sẵn luôn cả cái tính năng đó luôn. Cho nên là khi mà mình chỉnh được chuẩn giờ cái chiếc này rồi, mình xài rất là sướng. Một phần nữa là em thấy hầu hết những cái dòng Casio này kháng nước rất là tốt nha. Cực kỳ tốt luôn. Gần như 100 chiếc Casio mà kiểu này à, là em thấy 99 chiếc là không thấy ai phàn nàn gì về vấn đề nước. Mà bản thân em bán những cái dòng này hoặc là tương tự những cái dòng này, những cái con mà ba kim hoặc là mấy con mà nó có ô điện tử ở dưới đây này, nó có bè bè cốt này, hồi giờ không thấy ai báo cái vụ mà nước nôi này kia luôn á. Cho nên là có thể nói là những cái dòng này nè, anh em xài cực kỳ, em cực kỳ an tâm về vấn đề nước. Rửa tay đi mưa hay là mình tắm vòi sen á, em thấy những cái dòng này á, lúc em mới bán thì em ngại nha. Sau này á, em bán nhiều á, em thấy ủa, cái dòng này kháng nước đúng rất là tốt thiệt. Thật sự rất là tốt. Chứ bây giờ mà em thấy anh em nào mà mua mấy cái mẫu Casio cái kiểu này mà này, phàn nàn về cái vấn đề là bị vô nước luôn. Đây. Con này thì nó có khá là nhiều tính năng, và cái kim gốc 10 giờ này là nó sẽ có mình sẽ bấm cái nút 8 giờ để nó chuyển sang cái chế độ khác. Em lấy ví dụ như hiện tại nó đang ở cái giờ thực tế,
Bây giờ bấm một cái nữa coi. Cái này là giống như là cái mình chỉnh là cái giờ giờ gì. Quá vậy ta. Nói kiểu giống như là giờ chronograph vậy anh em. Cái kim nó quay nhanh như vậy á, gọi là kim 1/20. Cái kim này kim giây, còn đây là kim giờ và kim phút của bộ thể thao. Bấm tiếp một cái nữa coi. Ở đây nó có cái tính năng alarm là báo thức nè. Sau khi mà mình chuyển về cái chế độ báo thức á, thì anh em thấy cái cây kim dài nè, nó sẽ hướng về chữ off. À, mình sẽ ấn một nút bất kỳ nào đó. À, như phải chờ cái bộ đồng hồ này. Đây là cái bộ đồng hồ để chỉnh báo thức đó anh em. À, bây giờ mình sẽ à đúng rồi. Ví dụ như bây giờ mình muốn chỉnh báo thức của nó rơi vào 3 giờ sáng đi. À, 3 giờ sáng dậy bán cà phê cốc ấy. À, 3 giờ rưỡi rồi. Rồi. Cái này là chỉnh tới chỉnh lùi nè. Còn bấm cái nút đây một cái là nó sẽ à, cái nút đó chuyển sang bật cái chế độ khác. Nè, đang ở chế độ off nha, bây giờ mình bấm cái nút 10 giờ nè. Đó nó sẽ qua cái chế độ on. Ok nha. Như vậy là 3 giờ rưỡi sáng nay. Đó, ông Dư dậy chết đơn khách hàng nè. À, còn nếu mà mình muốn tắt lại thì mình sẽ bấm cái nút này. Đó, nó quay về chế độ off nè là xong. Rồi bây giờ mình muốn thoát khỏi cái chế độ báo thức á, mình lại bấm tiếp một cái nút này. Đó. Đó, bây giờ đồng hồ nó sẽ quay về cái chế độ giờ thực tế nha. Còn cái bộ đồng hồ thứ hai nè, nó là giờ vừa vừa là giờ thế giới nè, vừa là giờ báo thức nè. Mà khi mà mình chuyển sang cái chế độ mà giờ thể thao á, nó cũng sẽ trở thành à, cái bộ đồng hồ của giờ thể thao. Đó. Rồi ok anh em ạ, để em test chuông chiếc này luôn. Đó, à, nó mới kêu tít tít rồi nha, vậy là con này là chuông rồi, các kiểu rồi, ok rồi đó. Rồi con này mẻ 25, à, giá là 990k. Size của nó thì cũng khá là dễ đeo, cỡ khoảng 40. Size con này cỡ khoảng 40 40.5 anh em à. Size nó thì cỡ size nó nhỏ mà do cái dây cao su nó làm nó bì ra một chút nè. Có thể là nó muốn là phục vụ cho mấy anh em mà tay to. À, cho nên là cái thiết kế của nó là phù hợp với rất là nhiều loại cổ tay. Vừa là cỡ tay từ 15.5 cho tới 17 là vẫn có thể mang con này ôm tay gọn đẹp. Độ mới rất là cao nha. Kính không chày xước luôn. Pin khỏe, độ mới cao. Mấy chiếc này anh em mang về rất là sướng. Bởi vì nó khá là tiện lợi và lên tay nó cũng khá là đẹp nữa. Ồ, con này thật sự về là em thích ngay luôn. Đẹp ghê. Chất, quan trọng là độ chất nó tuyệt vời. Thôi, em có 3 chiếc vậy thôi. Hẹn gặp mấy anh em vào ngày mai nha.